bãi biển An Bàng vào buổi trưa. Số lượng du khách đã đông lên rất nhiều và chủ yếu là khách nước ngoài. Tầm nhìn đã rất clear trước thuyền thúng ở phía bên xa này. Tàu cano nước đưa khách đi ra nước ngoài này. À, đi ra phía ngoài khu Lao Chàm. Bãi biển đã đông hơn lúc buổi sáng rất nhiều. Bắt đầu vào khu vực chính của bãi biển An Bàng. Cano cao tốc và dù lượn. Ngõ phố chính. Nhà hàng sàn gỗ The Deck House. The Shore House. Rất đẹp và hiện đại.